Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Em là Thành Đạt Bất Động Sản. Hiện tại thì em Đạt đang có mặt tại công trường của dự án The Ruby Hạ Long. Hôm nay là ngày 26 tháng 10. Thì em Đạt xin quay video clip ngắn về cái tiến độ thi công thực tế tại dự án The Ruby Hạ Long. Dự án đang được xây dựng đến tầng 35 rồi và đã cất lắp. Hiện tại thì dự án đang trong cái quá trình hoàn thiện sơn bên ngoài bên trong cũng như là hoàn thiện các tầng tiện ích. Dự án được xây dựng 35 tầng, từ tầng 1 đến tầng 5 sẽ là cái tầng dịch vụ tiện ích, còn căn hộ thì sẽ mở bán từ tầng 6 đến tầng 35, và bao gồm hai tòa, tòa A bên này và tòa B. Có được bao gồm đầy đủ tất cả các loại hình, đó là căn 1 ngủ, 1 cộng 1, căn 2 ngủ và có cả căn 3 ngủ nữa. Đấy. Từ tầng 1 đến tầng 5 thì sẽ là một cái tầng tiện ích cũng như là kết hợp với bãi đậu xe thông minh. Còn căn hộ thì sẽ mở bán từ tầng 6. Dự kiến thì quý 2 sang năm thì sẽ bàn giao đến cho anh chị. Tuyến đường ở bên phía trên này sẽ đi lên kết nối với cầu Cửa Lục 3. Và dự kiến thì sau khi cầu Cửa Lục 3 hoàn thành ấy, thì cái vị trí của cái dự án này vô cùng thuận lợi. Khi mà một đầu bên này thì sẽ là đi ra đường mao biển Hạ Long cũng như là cổng phá, còn bên này thì sẽ kết nối với đường cầu Cửa Lục 3 để đi sang Hoành Bồ. Đấy, một vị trí cũng rất là tiềm năng phát triển, cũng như là cái đơn vị phát triển của dự án cũng rất là uy tín, đó là đơn vị MB Land. Và nhà thầu chính xây dựng của dự án Ruby Hạ Long đó là đơn vị Hòa Bình. Thì hôm nay ngày 26 tháng 10 em Đạt xin cập nhật tiến độ thi công của dự án để gửi đến quý anh chị. Nếu mà anh chị có nhu cầu tìm hiểu mua để ở hay là cũng là đầu tư tại dự án The Ruby Hạ Long thì có thể liên hệ cho em Thành Đạt. Sớm nhất thì để em có thể mời anh chị, rất mong mà được mời anh chị đến xem thực tế dự án cũng như là tham quan trải nghiệm căn hộ mẫu. Xin chào và hẹn gặp lại qua những video tiếp theo.